Rồi, xin chào tất cả các anh em yêu cây trên cả nước. Hôm nay bonsai Linh Vượng đang có mặt tại nhà anh Tiến à? Tiến ở Tiên Phong. Mới sưu tầm được một cái cây này, gọi là cây gì nhỉ? À, cây xếu, à, gọi là cây cơm nguội. À, cây cơm nguội vàng đấy à, ở trong bài thơ đấy chứ nhỉ. Đấy, một cây rất mới lạ. Đang được chỉnh sửa và tạo tác lại. Cái này cũng khá đẹp. Tiến mua cái này lâu chưa? À, lấy được mấy năm rồi cả. Một không gian vườn rất nhiều cây cảnh. Đâu ông chủ ơi, chào anh em yêu cây trên cả nước cái xem nào. Tiến à. Chào anh em nhé. À, đấy, ông chủ đây hôm nay có một cái vườn cây trang trí sân vườn rất đẹp. Một cây cổ rất lâu năm các bạn ạ. Đây, vườn rất là nhiều cây. Có một cái góc phôi lâm điền này. Giờ nó tùm quá. Khó nhìn. Rồi tôi phát hiện ra một cái ụ cây dúi rất đẹp. Ở trong cây dúi này thì nếu nói độ già thì khá là già, tại vì nó là một cái ụ. Khả năng cái này nó là cái ngọn của cây dúi cắt ra ươm sống đấy các bạn ạ. Đó, cho nên những cây dúi nó như thế này rất lâu năm. Đây có một cây lộc vừng rất là già lâu năm các bạn. Được làm tay cành rất là kỹ. Một cây này năm thân. Có thể gọi với lộc vừng này cây ngũ phúc được. Năm thân ở trên. Tôi rất thích cái lộc vừng ngâm nước cơ. Ngâm nước thì cây này mới nhiều hoa đẹp. Tổng bóng cây. Và bên cạnh có một cây si. Lá rất đẹp, lá tròn đẹp. Dòng chật lá này thì rất là tuyệt vời rồi. Đang được tạo tác thêm một cái dáng dáng làng như một cái ô. Cây rất cổ, tự nhiên. Ở nhà anh Tiến có một cây dúi rất nghệ thuật. Nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà rất là mềm mại. Có một cành phóng hồi về. Cái đã đèn. Một cây si ôm đá. À, thêm một cây xanh. Cái này là cây xanh quê thôi, nhưng cái dòng cây xanh quê này lá rất đẹp các bạn. Lá nhỏ. Được tạo tác cái quả ngọn ở trên rất là công phu và cầu kỳ. Với một cái cành huyền. À, nhìn cái góc này các bạn nhìn rất là rõ. Và chiếc ống kính của bonsai Linh Vượng đó là một cái tiểu cảnh cây đa bên nước sông Đình. Đấy, đúng một cây đa dáng làng rồi. Một cây đa dáng làng rất đẹp các bạn, với một cái tiểu cảnh đúng mang tính chất truyền thống của quê hương Việt Nam. Cây đa bên nước sông Đình. Này, không đổ tí nước vào nó đẹp, thả một con cá nhỏ nhỏ vào rất xinh. Ồ, một cái đa dáng làng. Ô, cái này cũng khá là già.
bông tán tròn mịn tít như một cái đúng cái dáng làng. Và một cây si dáng trực, cây xanh dáng trực này, cây xanh năm điền này các bạn, cái là cây xanh năm điền nhé. Dáng trực. Nhìn rất phong cách. Đấy, ngày xưa nằm chọn trong cái chậu này, nguyên một cái củ này. Được làm bộ tay cảnh khá là kỹ. Đấy, nằm chọn gói trong một cái củ này. Nó nằm bo một cái chậu. Rồi được thay sang cái chậu mới. À, và một cuộc hội ngộ rất đông anh em yêu cây đến để thăm nhà anh Tiến. Lại rất là hôm nay lại được gặp anh câu lạc bộ sinh vật cảnh Phú Quảng. Đây là một kênh câu lạc bộ sinh vật cảnh Phú Quảng. Anh chào anh em yêu cây trên cả nước nào. Xin chào các bạn nha. Đấy, các bạn vào xem kênh của câu lạc bộ Phú Quảng nhé. Đây là một kênh về chuyên về cây cảnh. Đây là anh Hùng, một đại gia về lan và đang đầu tư vào cây cảnh rất mạnh, nhà rất nhiều cây già đẹp. Lát nữa về quay nhìn Hùng sau. Tôi phát hiện một cái cây này, cây gì nhỉ, cây này Tiến nhỉ, à cây lúc lắc à, mình chưa biết cái cây này, hôm nay mới lần đầu tiên được nhìn thấy đấy. Giống với lại quả phượng à, cái cây lúc lắc, quả giống quả phượng của núi. Ủa, thân ra nó cũng chỗ là tạo lu cục nhìn đẹp ghê đấy, trắng như đá. Và một cái cây si, tôi vào cái nhìn thấy chất liệu cái này lá rất đẹp, một cái dòng lá rất là tuyệt vời, tròn dày. Đây là một cây trước được ôm ở cái bờ tường đá này, sau khi được chủ nhân khai thác về thì đã tái tạo lại cái những cái nét cũ của cây. Muốn lấy được thì phải bóc ra bây giờ này, phải tái tạo lại. Cây được ôm trên một bức tường đá. Cây này máy lọc ra thì mình nhìn thấy nó mới rõ, mới đẹp được các bạn ạ. Đây, cái dòng lá của nó tôi nhìn thấy quá đẹp. Dày tròn. Rất dày. Lá cực kỳ đẹp. Đấy, cây nó ôm vào cái viên đá này, à ôm vào cái bơ gạch. Quá đẹp các bạn. Cái này là mai tìm làng đấy. Cái này là một cái gốc cây ruối dáng trực. Một cái này khá là đẹp. Một cái phôi, nay mai cái này tiềm năng là một cái trực đẹp. Và tôi thấy rất lạ, có một cái cây được quấn ở cái trên chữ Phúc. Đây, các bạn nhìn. Sẽ làm một cái tác phẩm này rất là lạ đấy, lạ mắt. Và đây là một cái gốc cây ruối rất là tiếc này, cái này cục này quá đẹp, thế nhưng mà đã ươm ủ đã không thành công này. Nhưng gốc này mà thành công thì quá tuyệt vời, gốc đẹp quá mà chết mất, tiếc quá. Một cây huyền từ cái phần rất già đẹp nhỏ. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.